Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên chiều tối ngày hôm nay. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 27 tháng 8 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá Cả Thị Trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được chúng tôi ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch chiều tối hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới khép lại tuần giao dịch bằng một phiên giảm mạnh, giảm tới hơn 20 đô la Mỹ trên một ounce và với tỷ lệ giảm là hơn 1%, giao dịch quanh ngưỡng 1.738 đô la Mỹ trên một ounce. Với phạm vi giao dịch trong ngày trước giờ đóng cửa phiên này, mức thấp nhất là 1.734,06 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.758,73 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ khép lại tuần giao dịch bằng một phiên tăng mạnh với tỷ lệ tăng là 0,38%, giao dịch quanh ngưỡng 108,835 điểm. Với thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin liên tục biến động, hiện tại tăng nhẹ và giao dịch quanh ngưỡng 20.250 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm khép lại tuần giao dịch này bằng một phiên tăng nhẹ với tỷ lệ tăng là 0,43%, giao dịch ở mức 3,043% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô giảm nhẹ với tỷ lệ giảm là 0,04%, mỗi thùng dầu thô đóng cửa tuần này ở mức là 92,950 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới đã giảm gần 21 đô la Mỹ trên một ounce so với chốt phiên trước ở thị trường Mỹ. Kết thúc tuần này, giá vàng giảm là do đêm qua và rạng sáng ngày hôm nay, Chủ tịch Fed ông Jerome Powell đã có bài phát biểu tại Jackson Hole. Ông cho biết Fed sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ đến mức đủ để đưa lạm phát trở lại mức bình thường, tức là mức tiêu thụ 2%. Ông Powell cho rằng ổn định giá cả là trách nhiệm của Fed và đóng vai trò nền tảng của nền kinh tế, không có sự ổn định về giá cả thì nền kinh tế chẳng hoạt động hiệu quả. Và ông cũng đề cập đến những đớn đau khi mà tăng lãi suất cao thì doanh nghiệp và cá nhân khó tiếp cận vốn, người lao động có thể mất việc làm. Nhưng ông không muốn trả giá quá đắt khi mà để lạm phát kéo dài, bào mòn nền kinh tế. Ông Powell cũng đã nhắc lại đến lịch sử cuối cùng những năm 70, đầu những năm 80 của thế kỷ trước khi mà lạm phát kéo dài quá lâu khiến cho nền kinh tế lâm vào suy thoái. Sau bài phát biểu của ông Powell thì thị trường tài chính thế giới đã có phiên chao đảo, chứng khoán châu Âu và Mỹ đều chìm trong sắc đỏ, kim loại quý cũng bị bán tháo. Giới đầu tư cho rằng khi mà Fed tăng lãi suất, lượng tiền lưu thông ngoài thị trường sẽ bị hạn chế, sẽ khiến cho thị trường chứng khoán và vàng kém sôi động. Bởi đồng đô la Mỹ tiếp tục duy trì ở mức cao, còn vàng chỉ được lựa chọn khi mà đồng đô la Mỹ giảm thấp. Do đó, vàng sẽ bị bán tháo bởi giới đầu tư chuyển sang nắm giữ tiền. Trong hội nghị Jackson Hole cũng có sự tham gia của Ngân hàng Trung ương Anh hay còn gọi là BOE và Ngân hàng Châu Âu ECB. Chuyên gia nhận định sau động thái của Fed thì hai ngân hàng lớn là BOE và ECB sẽ có động thái tương tự Fed để thắt chặt tiền tệ nhằm kiềm chế lạm phát. Việc thắt chặt tiền tệ sẽ tiếp tục đẩy giá vàng chìm sâu hơn. Tuần qua, giá vàng thế giới chịu sức ép chính từ Fed. Đầu tuần giá vàng đi xuống khi mà một số thông tin kinh tế tích cực như là thị trường lao động Mỹ tốt lên, kinh tế Đức tăng trưởng cao hơn kỳ vọng đã đẩy giá vàng giảm xuống dưới ngưỡng 1.730 đô la Mỹ trên một ounce. Tuy nhiên, thì đến cuối tuần thông tin chỉ số nhà quản trị mua hàng ở khu vực châu Âu tiếp tục giảm, tháng thứ hai liên tiếp ở dưới mức 50 điểm đã giúp vàng bật tăng. Mặc dù vậy, chỉ sau một phiên tăng, giá vàng thế giới phải đảo chiều chìm sâu khi mà chủ tịch Fed có bài phát biểu. Kết tuần này thì giá vàng thế giới giảm khoảng 9 đô la Mỹ trên một ounce so với giá mở cửa tuần. Phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Theo đánh giá của một số doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, tuần qua thị trường vàng khá ảm đạm. Phần lớn giao dịch là người dân mua nhỏ lẻ, các nhà đầu tư lớn đứng ngoài thị trường chờ đợi thông tin từ Fed. Bước sang tháng 9 cũng là tháng 8 âm lịch, giá vàng trong nước có thể tăng trở lại khi mà nhu cầu tiêu dùng trong nước tăng, mua làm quà tặng cũng như là cưới hỏi. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước hiện tại, sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi chiều tối ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Nhìn chung thì thời điểm này giá vàng SJC trong nước cũng như là vàng nhẫn bột số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác vẫn duy trì xu hướng giảm trong phiên giao dịch chiều nay, hiện tại thì đang được niêm yết như sau. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.600.000, bán ra 6.680.000, giảm 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và bán ra, hay là giảm 10.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 800.000 đồng trên một lượng.
SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 6 triệu 600.000, bán ra 6 triệu 682.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và bán ra. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 6 triệu 610.000, bán ra 6 triệu 690.000. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6 triệu 615.000, bán ra 6 triệu 685.000. Doji Hà Nội mua vào 6 triệu 600.000, bán ra 6 triệu 680.000, giảm 5.000 ở chiều mua vào và bán ra. Phú Quý SJC mua vào 6 triệu 600.000, bán ra 6 triệu 680.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6 triệu 602.000, bán ra 6 triệu 679.000, giảm 8.000 ở chiều mua vào, giảm 11.000 ở chiều bán ra. Mi Hồng SJC mua vào 6 triệu 625.000, bán ra 6 triệu 665.000, tăng 5.000 ở chiều mua vào, giảm 20.000 ở chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC ở một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 6 triệu 590.000, bán ra 6 triệu 690.000. Ngân hàng SCB mua vào 6 triệu 590.000, bán ra 6 triệu 690.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào và bán ra. Ngân hàng T Bank Gold mua vào 6 triệu 600.000, bán ra 6 triệu 680.000, giảm 5.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6 triệu 610.000, bán ra 6 triệu 692.000. Tiếp theo sẽ là giá vàng SJC một số tỉnh, thành phố khác. Thời điểm này vẫn duy trì là giảm 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và bán ra, hay là giảm 10.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại vẫn đang dao động trong khoảng 800.000 đến 820.000 đồng trên mỗi lượng. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6 triệu 600.000, bán ra 6 triệu 682.000. SJC Huế vào 6 triệu 597.000, bán ra 6 triệu 683.000. SJC Bình Phước mua vào 6 triệu 598.000, bán ra 6 triệu 682.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây và Quảng Ngãi mua vào 6 triệu 600.000, bán ra 6 triệu 680.000. SJC Long Xuyên mua vào 6 triệu 602.000, bán ra 6 triệu 685.000. SJC Bạc Liêu mua vào 6 triệu 600.000, bán ra 6 triệu 682.000. SJC Quy Nhơn, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6 triệu 598.000, bán ra 6 triệu 682.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Hiện tại vẫn duy trì là giảm trong khoảng từ 83 đến 200.000 đồng trên mỗi lượng, hay là giảm trong khoảng 8.300 đến 20.000 đồng trên một chỉ tùy vào mỗi loại vàng. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ mua vào 5 triệu 155.000, bán ra 5 triệu 245.000. Vàng 4 số 9 mua vào 5 triệu 140.000, bán ra 5 triệu 205.000. Giảm 20.000 ở chiều mua vào và bán ra với hai loại vàng này. Vàng 24K mua vào 5 triệu 023.5.000, bán ra 5 triệu 153.5.000. Vàng 18K mua vào 3 triệu 719.1.000, bán ra 3 triệu 919.1.000. Vàng 14K mua vào 2 triệu 849.8.000, bán ra 3 triệu 049.8.000. Vàng 10K mua vào 1 triệu 985.7.000, bán ra 2 triệu 185.7.000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn vào quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.